Mến chào các bạn đến với môn đạo đức lớp 2 ngày hôm nay. Cô chúc các bạn có được một tiết học thật là bổ ích. Để mở đầu tiết học ngày hôm nay, mời các bạn cùng xem video sau. Mình chơi mãi mấy đồ chơi này chán quá. Cậu chờ tớ chút. Mình chơi trò ô tô chở hàng đi. Mình lấy cái ô tô đồ chơi rồi đặt bát đĩa lên. Chết rồi, vỡ đĩa rồi phải làm sao? Cậu đừng lo, để tớ vứt cái đĩa vỡ đi. Mẹ tớ sẽ không biết đâu. Không được, chúng mình có lỗi, phải nhận lỗi và sửa thì lần sau mới không tái phạm. Tớ nghĩ chúng mình phải đi nói với mẹ cậu thôi. Có chuyện gì vậy hai con? Dạ, chúng con lấy đĩa của mẹ ra làm đồ chơi và làm vỡ đĩa ạ. Chúng cháu đã dọn sạch và lần sau chúng cháu hứa không nghịch đĩa nữa ạ. Các con mắc lỗi và biết nhận lỗi thế là rất tốt. Các con nhớ nhé, đồ nào dùng vào việc đó, không được sử dụng đồ dùng thành đồ chơi, vì như vậy không những có thể bị hỏng đồ mà còn không an toàn. Các con nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Các bé biết không, ai trong cuộc đời này cũng có sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta biết nhận lỗi và sửa chữa sai lầm đó. Biết nhận lỗi và sửa chữa sai lầm thì ai ai cũng sẽ yêu quý các bé. Sau khi các bạn xem đoạn video thì các bạn cho cô biết là em đã bao giờ mắc lỗi giống bạn nhỏ trong video chưa? Chắc chắn là mình sẽ có đôi lần mắc lỗi làm cho người khác buồn phiền, đúng không nào? Em đã làm gì khi mắc lỗi đó? Khi mình mắc lỗi sai, mình đã nhận ra được những sai lầm, biết xin lỗi và sửa lỗi. Để giúp chúng ta biết cư xử thế nào khi chúng ta gặp những chuyện không vui, điều gì đã giúp chúng ta thay đổi thì cô mời các bạn bước vào. Chủ đề 2, nhận lỗi và sửa lỗi. Bài 2, nhận lỗi và sửa lỗi, tiết 1. Các bạn hãy cùng nhau quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Trên màn hình của cô có tất cả là 6 bức tranh tương ứng với 4 câu chuyện. Bây giờ các bạn cùng quan sát lời nói, hành động, nét mặt của các nhân vật trong tranh. Xem kỹ từng tranh rồi chọn giùm cô tranh nào bạn đã biết nhận lỗi và sửa lỗi, tranh nào các bạn chưa biết nhận lỗi và sửa lỗi. Các bạn hãy cùng thực hiện nhé. Tranh 1. Con xin lỗi vì đã làm gãy thổi son của mẹ. Từ nay con không nghịch thế nữa ạ. Bạn nữ đã làm gãy thổi son của mẹ. Bạn đã biết nhận lỗi, xin lỗi mẹ và hứa không tái phạm nữa. Tranh 2. Cậu giẫm phải chân tớ rồi. Có gì đâu mà cậu phải kêu. Bạn nam giẫm phải chân bạn khác nhưng không xin lỗi mà còn tỏ ra khó chịu khi bạn kêu đau. Vậy thì bạn nam ở đây là người không biết nhận lỗi và sửa lỗi sai của mình. Các bạn không nên học theo thói quen của bạn nam. Và cô nhắc các bạn khi di chuyển lên xuống cầu thang thì chúng ta phải đi thật trật tự, ngay ngắn, không đùa giỡn trên cầu thang để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tranh 3. Bạn nữ nhặt được chiếc vòng của Na, nhưng hôm sau mới trả lại cho bạn Na. Vậy thì bạn nữ đã nhận sai và sửa lỗi sai của mình đúng không nào? Tranh 4. Cháu xin lỗi vì đã không chào ông bà. Cháu hứa lần sau sẽ không thế nữa ạ. Bạn nam trong tranh, bạn đã không chào ông bà khi đi học về. Bạn biết lỗi và hứa sẽ khắc phục. Sau khi quan sát 4 bức tranh thì các bạn đã chọn ra giùm cô
tranh 1, tranh 3 và tranh 4 là các bạn đã biết nhận ra những việc làm sai và biết sửa lỗi sai của mình. Còn tranh 2 là tranh bạn đó chưa biết nhận lỗi sai của mình. Chúng ta cùng nhìn lại tranh 3 nhé. Bạn nữ, vì sao khi bạn nhặt được chiếc vòng của bạn Na mà không trả lại? Na làm rơi chiếc vòng bạn nữ đã nhặt được rồi đeo vào tay của mình, vẻ mặt rất là vui. Theo các bạn, vì sao bạn nữ không trả lại chiếc vòng cho bạn Na? Vì bạn nữ thích chiếc vòng của bạn Na. Nhưng mà ngày hôm sau, bạn nữ đó đã trả lại chiếc vòng cho bạn Na. Thế em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn nữ đó nào? Vì bạn nữ đã biết nhận ra lỗi sai và sửa sai lỗi của mình. Vậy thì khi Na nhận lại được chiếc vòng của mình, nét mặt của bạn Na tươi cười gợi cho em điều gì? Khi mà mình dũng cảm biết nhận lỗi sai thì mọi người sẽ thông cảm và yêu quý chúng ta hơn. Vậy, khi mắc lỗi, chúng ta cần biết nhận lỗi và có hành động kịp thời để sửa lỗi của mình. Bây giờ các bạn hãy nêu thêm những việc làm biết nhận lỗi và sửa lỗi của bạn hoặc của bản thân. Cô có một vài gợi ý. Ví dụ, nếu chúng ta vô ý làm bạn đau thì mình sẽ như thế nào? Nếu mình làm bạn đau thì mình sẽ xin lỗi bạn. Còn nếu bây giờ chúng ta quên không làm bài tập thì chúng ta phải như thế nào? Khi chúng ta quên làm bài tập của cô giao thì chúng ta phải thành thật xin lỗi và nhanh chóng hoàn thành bài tập ngay sau đó. Còn nếu bây giờ chúng ta lỡ tay làm hỏng đồ dùng trong gia đình thì chúng ta phải như thế nào nào? Chúng ta phải dũng cảm xin lỗi và hứa lần sau mình sẽ phải cẩn thận hơn. Vậy thì biết nhận lỗi và sửa lỗi đó là một điều đáng quý. Thế vì sao chúng ta cần biết nhận lỗi và sửa lỗi? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những gợi ý của cô nhé. Nào, bây giờ nếu chúng ta biết nhận lỗi và sửa lỗi có tác động tích cực thế nào đối với bản thân và những người xung quanh? Các con hãy cùng nhau suy nghĩ nào. Khi chúng ta biết nhận lỗi thì bản thân sẽ mau tiến bộ hơn, những người xung quanh cảm thấy vui và sẽ tha thứ cho chúng ta. Không biết nhận lỗi và sửa lỗi có tác hại thế nào đối với bản thân và những người xung quanh? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Nếu mình không biết nhận lỗi thì mình sẽ trở nên tồi tệ hơn, học hành sa sút hơn, mọi người sẽ buồn lòng. Thế hậu quả của việc chỉ biết nhận lỗi mà không biết sửa lỗi là gì? Chúng ta lại cùng nhau suy nghĩ nhé. Khi mình làm sai một việc gì đó, chỉ biết nhận lỗi mà không biết sửa lỗi thì hậu quả là mình sẽ không bao giờ tiến bộ được. Vậy thì qua các câu hỏi gợi ý và các bạn đã chia sẻ cùng các bạn khác thì cô thấy trong sinh hoạt, học tập, mỗi chúng ta đều có thể mắc lỗi. Tuy nhiên,
Nếu chúng ta biết nhận lỗi và sửa lỗi thì mọi người sẽ thông cảm và yêu quý chúng ta. Cuối tiết học, cô mời các bạn cùng xem video. Sau tiết học này, chúng ta hãy ghi nhớ những điều chúng ta đã học và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày nhé. Mà muốn ghi nhớ tốt thì chúng ta phải có được một sức khỏe tốt. Nhất là hiện tại mùa dịch đang diễn biến rất phức tạp thì các con và mọi người trong gia đình phải luôn tuân thủ 5K nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các con.